Dạ Phúc chào cô chú anh chị nha à, Hôm nay thì có clip là báo giá cho cô chú anh chị mình là một cặp bò kem đực bò béo nha Với mức giá là vô cùng yêu thương nhau chú anh chị à, Và để biết hình ảnh và giá cả hai con bò kem này như thế nào Bây giờ em mời cô chú anh chị hãy theo dõi đồng đeo của Phúc rồi nha Dạ hiện tại thì em đang có mặt ở ngay Củ Chi nha anh chị Em đang đứng trước nhà này ha, ở đây thuộc xã An Nhân Tây, Củ Chi nha À, hôm nay thì em có xuống đây em bán cho anh chủ nhà này là hai con bò kem đực bò béo nhau xuống chị đó thì hai con bò kem này thì em đã thương lượng với anh chủ nhà rồi đó và em bán với mức giá là 39 triệu nhau chú chị 39 triệu cho 1 cặp bò đực kem bò béo này nha hai con kem này thì nó đều tầm khoảng là 7 tháng tuổi hết rồi nhau chú chị đó vàng chân móng thì em kiểm tra hết hai con á là chân móng hoàn thiện ha móng sò không có bú gấp xe không có gì hết nhau chú chị em bao cho anh chị ha từ chân móng từ xá tích nha anh chị con bò kem đầu tiên này á thì cặp mông nó to cày đuôi to dài đòn nha anh chị đó xương á, thì nó trung bò nha anh chị nó vừa với con bò ha rất là đẹp nha anh chị đó với lại cái giá tiền mà ngày hôm nay em bán cho anh chị cái cặp kem này nó chỉ có 39 triệu thôi nha anh chị. 39 triệu cho một cặp bò kem ha. Đó, xá tích thì xá mặt sẽ lưng là nghiêm chỉnh hết luôn. Đó, hoàn thiện hết cho chú anh chị ha. Và chiều cao, chiều cao em lấy trước em đo ngay xá lưng của cái con bò này á. Thì nó cao 1 m bảy bò nha cô chú anh chị. 1 m bảy bò nha. Đó, rất là đẹp bò nha anh chị. Bò kem mình nuôi thì nó sẽ lớn rất là nhiều hơn là bò vàng của mình nha cô chú anh chị. Với lại là cái công chăm sóc mình bỏ ra nó cũng ngắn hơn, nó cũng dễ nuôi hơn nha anh chị, nó ăn tạp ha Đó, kem này thì nó mau lớn nè, năng sức thịt thì tỷ lệ năng sức thịt thì nó cao hơn là các giống bò khác nha Đó, xương sóc thì nó vừa với con bò, nó dài đòn, đít bự thì đuôi to, tầm khoảng là 7 tháng nha anh chị Cái cặp bò kem này thì anh chủ nhà nó chích diêm ngừa, diêm da nó cục hết cho cô chú anh chị ha, đã ngừa hết cho cô chú anh chị rồi đó nên là anh chị có mua về anh chị nuôi á là anh chị yên tâm nha và mình không cần phải chích lại nữa nha anh chị đó tất cả là anh đã chủ anh chủ nhà đã chích hết cho cô chú chị ha phòng ngừa hết rồi cô chú chị đó rất là đẹp bò nha anh chị với mức giá là 39 triệu cho một cặp bò đực kem bò béo này nha đó rồi sau đây thì em sẽ quay về con bò thứ hai là bò kem ha con bò này sáng mặt của nó nha anh chị đó sẽ lưng nè dài đòn lưng đôi nha anh chị đó rất là đẹp nha cậy đuôi nè cặp mông nè anh chị đó tất cả là to hoàn thiện hết nha chân móng cũng hoàn thiện luôn móng sờ cho anh chị luôn đó và chiều cao em đói trước em đo ngay cái con bò này ngay sẽ lưng của nó thì nó cao một m lẻ chín bò nha anh chị con bên kia thì cao mét lẻ bảy con này thì cao mét lẻ chín nha đó hai con thì nó tầm khoảng là 7 tháng hết nhau chị Quý mức giá là 39 triệu ha cái giá 39 triệu này á thì nó rất là rẻ và nó phù hợp với những anh chị nào mình đang thất nghiệp trong cái mùa dịch này tại vì công nhân á xí nghiệp bây giờ này thì nó cũng không có hoạt động nữa nhau chú anh chị mình ở nhà thì mình cũng không có việc làm luôn và mình muốn sở hữu ngay cái cặp bò cái cặp bò này nó vừa tiền chuột cho cô chú anh chị luôn đó anh chị nuôi á thì vài tháng thôi thì anh chị sẽ có lời nhau chú anh chị đó 39 triệu là một mức giá yêu thương rất là rẻ cho cô chú anh chị mình muốn sổ ngay cái cặp bò đực vỏ béo này nha anh chị. Và đây chính là bò kem nha. Đó bò kem thì nó nuôi rất là lớn nha anh chị, nó mau lớn nha. Đó năng suất thịt nó cao. Đó nên là mình nuôi trong cái thời điểm này với mức giá 39 triệu á thì nó rất là lời nha cô chú anh chị. Đó em cũng nói rõ cho cô chú anh chị mình luôn. Và, và cái giá 39 triệu này á thì em có thương lượng với anh chủ nhà nếu như mà anh chị có thiện chí muốn mua á thì anh sẽ bớt tiền xe cho anh chị ha cũng như là cái tiền mà vận chuyển từ xa về tận nhà cho anh chị á nó sẽ đỡ một ít nha. Đó em cũng nói rõ cho cô chú anh chị mình luôn. Anh chị đang ở đâu thì cứ liên hệ ngay số gọi cho em thì em sẽ giao đến tận nhà cho anh chị luôn là trong thời gian sớm nhất nha anh chị và trước khi mà anh chị mua bò thì anh chị cọc trước cho em là 1 triệu đến 2 triệu để chúng ta là giữ bò nha thì bên em sẽ có người giao bò đến tận nhà cho anh chị luôn nha và thôi video này thì em cũng xin kết thúc và tạm dừng cái video của em ngày hôm nay nha à, nếu như mà cô chú anh chị nhắm ơn được cái cặp kem này với mức tiền là 39 triệu cho một cặp bò kem vỏ béo này thì anh chị hãy nhanh tay và gọi ngay số điện thoại Mà em để ở trên màn hình nhau chú anh chị đó Bò này thì em cam kết là bao mạnh khỏe Bao hết cho anh chị nha Từ chân móng nè Và từ xá tích nha anh chị Thì anh chị mua bò của em Là anh chị là hoàn toàn yên tâm nha Thì nếu như anh chị cảm thấy tin tưởng Thì cứ nhấc máy lên và gọi liền ngay cho em nha Thì em sẽ giao bò này Đến tận nhà cho anh chị luôn nha Là trong thời gian sớm nhất nha anh chị Còn bây giờ em chào cô chú anh chị Và hẹn buổi tập tiếp theo của em nữa nha